Xin chào quý vị và các bạn. Sau những ngày có mưa rông rải nhiệt về chiều tối thì dự báo sang 3 ngày tới mưa sẽ giảm nhanh tại khu vực, chỉ còn rải rác vài nơi vào thời điểm chiều tối. Ban ngày nắng sẽ là thời tiết chủ đạo. Thậm chí cường độ nắng tại khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ tăng mạnh. Nắng nóng xuất hiện cục bộ với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Nhận định xa hơn khoảng từ chiều tối 28 tháng 6, Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa rào và dông diện rộng. Mưa xuống sau những ngày nắng nóng có thể đi kèm với các thiên tai nguy hiểm như lốc sét, gió giật và cả mưa đá. Dự báo đợt mưa này có thể kéo dài đến những ngày đầu tháng 7. Với các tỉnh thành khu vực Trung Bộ, trong 3 ngày tới, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ tiếp tục xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, thậm chí một số nơi đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt trên 39 độ. Do tình trạng nắng nóng kéo dài, đặc biệt là thời tiết rất khô nóng do độ ẩm giảm thấp, cộng với hiện tượng gió phơn khô nóng sẽ khiến nguy cơ hỏa hoạn luôn cao. Lui xuống phía Nam, kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa dông vẫn đang duy trì khiến quý vị cần chủ động hơn để bảo vệ cơ thể, nâng cao sức khỏe khi thời tiết diễn biến thất thường. Nhiệt độ tại cả Tây Nguyên và Nam Bộ biến động không nhiều. Vào thời điểm trưa chiều, nhiệt độ lên mức 29 đến 32 độ tại Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ với khu vực Nam Bộ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa có gió Nam đến Đông Nam cấp 4, ở đây trời ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng. Còn tại khu vực Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông về chiều tối, tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km. Cần chú ý đề phòng trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.